hoàn cảnh sáng tác ca khúc Giáng sinh, giáo đường im bóng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ. Năm 1938, khi mới 17 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ đã sáng tác bản nhạc đầu tay Giáo đường im bóng, viết về một cô gái theo đạo Thiên Chúa 16 tuổi và tên là Hà Tiên. Ông kể lại: trong kỳ nghỉ hè năm 1938, lúc này tôi còn là học sinh trường Thăng Long tại Hà Nội, và tôi được mời tham gia biểu diễn đàn guitar ở Nam Định. Tại đây, tôi đã làm quen với cô nữ sinh Hà Tiên, cũng đến đây để đóng góp tiếng hát của mình. Sau buổi dạ hội ca nhạc, tôi được bạn bè cho biết là gia đình cô ấy theo đạo Thiên Chúa, nghĩ mình là kẻ ngoại đạo nên mới viết nên ca khúc Giáo đường im bóng sau ngày ấy. Bài hát Giáo đường im bóng được người bạn thân của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là thi sĩ Phi Tâm Yến trao chuốt thêm phần lời ca, nên vừa công bố đã gây xao xuyến cho công chúng. Dĩ nhiên, một người đẹp thường xuyên đi nhà thờ như Vũ Hà Tiên thì không thể không biết đến ca khúc Giáo đường im bóng. Bối cảnh xã hội không mấy thuận tiện cho các cô gái được tự do yêu đương, nhưng Vũ Hà Tiên vẫn âm thầm giữ liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ. Ngay cả khi cùng cả nhà di cư vào Vinh, thì mối lương duyên của họ cũng không bị gián đoạn. Năm 1944, sau 6 năm vun đắp, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và mỹ nhân Vũ Hà Tiên được làm đám cưới ở xóm đạo Mỹ Dụ, Vinh. Tràn mênh mang giây phút như ngừng thôi rơi tiếng kinh muôn lời. Giáng sinh xinh bao tiếng kiều, quỳ ngân thánh kinh ban chiều. Trong giáo đường đêm Noel ấy, ngàn đời tôi mến yêu. Tiếng Amen đều âm u, hòa theo gió vàng đêm làm sao xuyên tâm hồn quá thời các mơ. Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân, hồn thanh thoát mưa dầm buồn tới âm thầm. Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuôi trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. Rơi tiếng kinh muôn lời, giáng sinh xinh bao tiên kiều, quỳ ngân thánh kinh ban chiều. Trong giáo đường đêm Noel ấy, ngàn đời tôi mến yêu. Tiếng Amen đều âm u, hòa theo gió vàng đêm thu, làm sao xuyến tâm hồn quá thời khắc mơ. Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân, hồn thanh thoát mưa dầm
buồn tới âm thầm. Nơi giáo đường im bóng, tôi thầm mong ngóng, đắm đuôi trên làn sóng, mắt nàng huyền mơ. Nơi giáo đường im bóng, tôi thầm mong ngóng, đắm đuôi trên làn sóng, mắt nàng huyền mơ. Hoàn cảnh sáng tác ca khúc Giáng sinh, Hang Bethlehem. Hang Bethlehem là một ca khúc Giáng sinh tiếng Việt quen thuộc, ngợi khen Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Đây cũng là bài hát chúng ta thường được nghe trong mùa Giáng sinh hàng năm. Ca khúc này do nhạc sĩ Công giáo Francisco Hải Linh, tên thật là Trần Văn Trị, sáng tác. Đây là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Hải Linh khi ông vừa 25 tuổi, và cũng có thể xem là ca khúc rất được phổ biến trong các thánh lễ Giáng sinh tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh năm 1945, khi đi qua tòa soạn báo Đường Sống ở Nam Định, Hải Linh được ông Minh Châu, chủ nhiệm tờ báo, thách đố việc sáng tác nhanh một ca khúc về chủ đề Giáng sinh để đăng báo. Hải Linh nhận lời và hẹn 3 ngày sau trở lại. Khi đến hẹn, Hải Linh đưa bản nhạc Hang Bethlehem và tập hát sơ qua cho một số nhân viên trong tòa soạn. Khi hát lên, mọi người thấy thích quá, nên ông Minh Châu thương lượng rằng ông sẽ chịu chi phí để lên Hà Nội thay khắc nhạc vào bản gỗ để in vào 2.000 bản báo Đường Sống sắp tới. Sau đó, ông sẽ cho Hải Linh lại bản gỗ của bản nhạc. Hải Linh đồng ý, cho nên phần tên tác giả của bài hát này thường được viết kép là Hải Linh Minh Châu. Lúc ấy, bài hát cũng được in riêng ra 500 bản để bán với giá khoảng 3 hào. Hải Linh gửi lên Hà Nội 10 bản. Một số nhà thờ tại đây sử dụng. Nhiều người thấy hay, nhưng không tìm đâu ra bản nhạc. Một linh mục tên là Kim Định đã mua một bản danh dự với giá 100 đồng. Hải Linh cũng đem theo một bản nhạc về phát diệm. Đêm vọng lễ Giáng sinh, Hải Linh điều khiển hội ca vịnh nhà thờ, chính tòa phát diệm hợp xướng bản Hang Bethlehem này. Bài hát này đã dần trở thành bất hủ trong lòng những người Công giáo, như lời nhận xét của Linh Mục Kim Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Có thể nói, đêm Giáng sinh mà không hát Hang Bethlehem của Hải Linh thì thấy thiếu một cái gì đó, vì nó có âm hưởng riêng và nó diễn tả được tâm tình của con người phải có khi đón chờ Chúa, gặp gỡ Chúa trong đêm hồng phúc. Hang Bethlehem thiên thần xưa.